Và mình cũng muốn tạo một cái sân chơi, và đây không phải là một cái workshop, có thể là một cái buổi thảo luận, một cái buổi trao đổi đơn giản thôi. Và đặc biệt hôm nay có một anh bạn rất là khá là nổi tiếng trong ngành du lịch, thì anh Nguyễn Minh Khoa, hiện là tổng thư ký chi hội hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Khoa. Chào anh Chánh và chào tất cả các bạn đang xem qua màn ảnh nhỏ. Thì các bạn ơi, về vấn đề kỹ năng á, thì nó có rất nhiều kỹ năng để chúng ta trau dồi. Và đặc biệt là mình thấy là các bạn sinh viên trong thời gian gần đây, mình cũng lưu ý và mình cũng quan sát thì thấy các bạn học rất là giỏi ở trường về lý thuyết, về những cái kiến thức hàn lâm viện thì các bạn tuyệt vời. Tuy nhiên là cái mảng kỹ năng đôi khi các bạn còn thiếu một chút xíu. Cho nên là cái chuyên đề này của trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là được thiết kế và dàn dựng bởi bộ môn quản trị du lịch khách sạn và nhà hàng, muốn đưa các bạn đến về những kỹ năng thực tế hơn chứ không phải là những cái kiến thức hàn lâm viện nữa. Cái bài đầu tiên này thì mình xin giới thiệu các bạn là cái bài giới thiệu về những cái kỹ năng thiết kế chương trình tour. Nhưng mà khi mà nói về thiết kế chương trình tour thì nó rất là rộng lớn, phải không anh Khoa? Dạ đúng rồi, rất là nhiều khâu ạ. Đúng rồi, nếu mà chúng ta nói thiết kế chương trình tour nó sẽ có hai phần, gọi là hai phần chính. Thì phần đầu là cái phần mà các bạn đi thu gom kiến thức thông tin ở các nơi, báo chí, sách vở hay là các mạng thông tin trên internet. Ngoài ra các bạn còn đi khảo sát tuyến ha, mình đi thực địa để mình lấy thông tin rồi chúng ta thiết kế chương trình tour đó. Đó là cái mảng một. Mảng thứ hai á, là khi các bạn có xong một cái chương trình nó gọi là bản nháp rồi đó, thì đưa lên trên một cái bản Word, hay là sau đó chúng ta ép cứng thành bản PDF và chúng ta sẽ gửi cho khách hàng hay là những các bạn sale để mà bắt đầu đi giới thiệu chương trình đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ focus nhiều hơn vào cái phần thứ hai này. Bởi vì cái phần thứ hai này đó là một trong những cái rất là quan trọng. Các bạn có bán được tour hay không? Các bạn có làm cho khách thích hay không? Hay là mình gọi là hiệu ứng là đọc là mê liền á. Thì cái đó là cái đầu tiên mà các bạn phải vượt qua. Tại vì khi mà khách thích chương trình, khách rõ chương trình thì chúng ta mới bán được. Và khi bán được thì mới có việc là tour mới khởi hành được và mới có hướng dẫn viên, đồng ý không ạ? Cho nên cái hôm nay là giống như là một cái chủ đề bắt đầu trong cái chuỗi hoạt động của các bạn trong ngành du lịch lữ hành. Thật ra thì cái ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn về việc là chúng ta sẽ trình bày thế nào trong cái chương trình của một tour tuyến nào đó. Thí dụ như trước hết chúng ta có thể xem qua một vài cái khái niệm về chương trình mà các bạn có thể gửi cho khách nhé. Thì các bạn có thể nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ có phần chia sẻ màn hình một số các slide mà mình đã chuẩn bị trước. Thí dụ như các bạn thấy á, khi mà chúng ta gửi một chương trình tour cho khách đó, thường chúng ta gửi kèm theo một cái trang. Thì cái trang này nó gọi là cover page, hay là một cái trang giới thiệu, gọi là giới thiệu khá là nổi bật, khá là ấn tượng về chủ đề của tour đó, về cái hình ảnh nào đó mà người ta chọn. Thí dụ như các bạn thấy trên đây, bên tay trái chúng ta có cái hình là Paris in one day, là Paris một ngày tham quan ha. Các bạn thấy một cái layout, một cái việc sắp xếp cái trang rất là đẹp, rất là đơn giản và nhìn rất là hiện đại. Hay là bên phải chúng ta có 7 ngày, chương trình 7 ngày ở New York. Thì các bạn thấy không, đó là cái cover page, có nghĩa là cái trang mà chúng ta gọi là để mà dẫn dắt khách vào các trang tiếp theo. Thì các bạn sẽ thấy thêm trên màn hình một số cái thí dụ khác nữa. Và chúng ta thấy đây là cái bước quan trọng lắm, bởi vì khách có lật tiếp hay không, khách có coi tiếp cái chương trình cũng hay không là nhờ cái trang này ha. Thí dụ như các bạn làm một cái tour mà nó kết hợp nhiều thành phố thì chúng ta có thể ghi cái tên của hai thành phố ra rất là rõ ràng. Các bạn thấy quan trọng nhất của cái việc mà trình bày một cái chương trình tour là sự rõ ràng. Trước cái nghệ thuật, trước cái tính nghệ thuật, trước cái phong cách kiểu cách, trước khi mà các bạn vẽ hoa lá vô á, thì tiêu chí đầu tiên phải là sự rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là tour đi 10 ngày ở London và Paris. Chúng ta thấy rõ ràng cái con số 10 ngày đồng ý không ạ? Chúng ta thấy rõ ràng tên của thành phố và chúng ta có bốn cái hình đại diện cho hai thành phố đó. Bạn xem cái slide tiếp theo nhé. Một số thí dụ New York 5 ngày thấy rất là rõ ràng luôn, chúng ta không thể nào nhầm lẫn với thành phố khác hết. Và điều đó mới dẫn dắt khách vào trong chương trình. Xin mời các bạn xem các slide tiếp theo. Đây là một cái trang của một công ty du lịch Việt Nam thiết kế, thì thực sự nó rất là đẹp. Thí dụ như chúng ta nhìn trên cái hình này á, thì chúng ta thấy rõ ràng cái chủ đề
ha, điểm đến, phải không? Và nó có thêm một cái nhấn nữa là cái tên của chủ đề này á, The Tonkin is an Entrepreneur, nó tạo nên sự thèm muốn của khách để mà bắt đầu đi mua cái tour này ha. Nó ví Sapa như là dãy núi Alp của miền Bắc Bộ, mà dãy núi Alp này thì nằm ở bên châu Âu. Và các bạn thấy vấn đề là chọn hai cái hình ảnh thực sự là tuyệt vời. Chúng ta xem tiếp một số slide tiếp theo ạ. Tiếp theo khi các bạn gửi cái cover page này và cái chương trình tour chi tiết cho khách đó, các bạn cũng có thể là gửi cho họ cái lộ trình trên một cái bản đồ. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy là cái lộ trình này thật sự mình cố tình chọn cái lộ trình này bởi vì mình thấy là có một vài cái điều chưa rõ. Ví dụ các bạn thấy những cái mũi tên chỉ Hà Nội, Hoa Lư, Mai Châu, Thái Bình, Hải Phòng, Hạ Long Bay, nhưng mà chúng ta chẳng biết là đi chỗ nào trước, chỗ nào sau. Mình biết là Hà Nội là chấm tròn, đó là điểm khởi hành hoặc là điểm kết thúc, nhưng mà thực ra những cái mũi tên kia nó rất là trùng lập với nhau và chúng ta không biết là từ Hà Nội đi Hoa Lư, sau mà Hoa Lư mình sẽ đi Mai Châu hay là đi Thái Bình. Thì cái đó mình nên né, bởi vì cái việc mà không rõ ràng đó sẽ dẫn đến việc là hiểu lầm của khách, thứ hai là hiểu lầm của hướng dẫn viên và tất cả những người khác nữa, giống như là điều hành xe nè ha, hay là những người họ lỡ bút vé máy bay cho lộ trình đó họ cũng sẽ hiểu lầm luôn, rất là khó. Nhưng mà chúng ta xem cái slide tiếp theo thì chúng ta thấy lộ trình này nó cụ thể hơn, các bạn thấy, thấy rõ ràng không? Thứ nhất Hồ Chí Minh City là số 1, sau đó đi Mekong Delta số 2, sau đó chúng ta đi địa đạo Củ Chi số 3, và tiếp theo đó chúng ta mới bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Siem Reap bằng đường hàng không. Rất là rõ ràng, đây là một cái lộ trình mà các bạn nên lưu ý gửi cho khách với những chi tiết cần thiết và rõ ràng như vậy. Có một số cái chương trình đó, các bạn thấy là không rõ ràng, nó sẽ dẫn đến những cái bất cập. Thí dụ như anh Khoa trong vai trò của một hướng dẫn viên du lịch, thì anh Khoa đã rong ruổi khắp nơi trên nước Việt Nam và một số nước ở nước ngoài rồi, thì anh Khoa thấy là khi mà một hướng dẫn viên nhận một chương trình như vậy á, có những cái lỗi, có những cái thiếu sót thì nó có thể dẫn đến những cái hậu quả không lường được. Và anh có thể kể cho bạn nghe một số cái kinh nghiệm xương máu của anh về việc là nhận một chương trình mà không rõ ràng như vậy không anh? Nhiệm vụ của một hướng dẫn viên trước khi đi lên tour và phục vụ cho khách thì là bản thân của hướng dẫn viên, là trong đầu của hướng dẫn viên là mọi thứ phải rõ ràng. Đó là một trong những tiêu chí hàng đầu. Thì nếu chúng ta không rõ ràng thì chúng ta sẽ không hiểu về dịch vụ, chúng ta không hiểu về điểm đến. Và điều đó sẽ gây ra vấn đề là tour của chúng ta nó sẽ không có được suôn sẻ. Và nếu mà nó không suôn sẻ thì khách sẽ cảm thấy là một công ty làm một cái chương trình tour nó không chuyên nghiệp. Và khách có cảm giác như là mình đang làm vật thí nghiệm. Cho nên là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà thụ hưởng cái sản phẩm của khách và sẽ dẫn đến cái việc là khách sẽ không hài lòng. Đúng rồi, trong trường hợp của anh Khoa là hướng dẫn viên du lịch inbound, là anh Khoa thường xuyên nhận khách nước ngoài vào, và đặc biệt là khách Pháp, khách Mỹ, khách Bỉ, khách Anh, khách Đức. Thì anh Khoa và các bạn hướng dẫn viên cũng biết là đôi khi khách họ bỏ một số tiền rất là lớn để họ đi du lịch tới Việt Nam, một số tiền mà họ ki cóp vào nhiều tháng, đồng ý không anh? Và đôi khi là thời gian nữa chứ, thời gian bay từ bên đó qua đây, có nghĩa là người ta đang có một cái kỳ vọng là được 20 ngày tuyệt vời ở Việt Nam. Tự nhiên những cái lỗi hết sức là tầm thường của một người điều hành tour dẫn đến việc là những cái chuyện đó xảy ra làm nó làm chậm trễ chương trình, hay là thí dụ như một cái số hiểu lầm làm người ta bực bội, thì hóa ra mình đang lấy những cái lỗi nhỏ mà làm hư cả một cái giấc mơ của khách hàng. Thí dụ như những cái lỗi về bữa ăn, phải không anh, hay là cái gì khác anh có thể kể các bạn nghe thêm không ạ? Như anh Chánh đã chia sẻ thì thực sự khách nước ngoài họ qua Việt Nam là họ đã đi một đoạn đường rất là xa, và họ để dành tiền, và họ thậm chí là họ tìm hiểu trước rất là nhiều một cái đất nước hoàn toàn xa lạ, cho nên là họ có rất là nhiều kỳ vọng. Cho nên chính cái sự kỳ vọng đó đặt lên vấn đề là chúng ta phải làm một cái chương trình tour và một cái phong cách phục vụ nó hoàn chỉnh. Vậy thì nếu như mà khách mà qua Việt Nam với tình trạng là một cái tour nó không hoàn chỉnh, dẫn đến khách sẽ thất vọng rất là nhiều, và một mặt là khách sẽ không còn tin tưởng vào công ty, thứ hai nữa là khách sẽ cảm thấy Việt Nam không phải là một điểm đến hấp dẫn nữa, và nó sẽ gây đến rất là nhiều hậu quả về sau. Ví dụ như là khách về nước và khách nói là Việt Nam là một đất nước không chuyên nghiệp, Việt Nam là một đất nước phục vụ khách không có được nhiệt tình, tại vì chính bản thân của mình không rõ về chương trình tour. Ví dụ như là có những cái vấn đề chúng ta phải hiểu về tâm lý của khách khi mà chúng ta thiết kế chương trình tour. Ví dụ như bữa ăn thì nó phải đạt tiêu chí như thế nào,
rồi là tour khách, thì không phải khách nào cũng muốn đi những cái nơi gọi là khu vui chơi giải trí, mà họ có thể muốn đến những cái nơi hoang dã, họ đến những nơi thiên nhiên, thì chúng ta phải hiểu những cái vấn đề đó, và chính vì cái điều đó thì họ sẽ đặt lên rất là nhiều kỳ vọng, và chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của khách khi chúng ta đưa vào chương trình. Đúng rồi, giống như hồi nãy có thảo luận với anh Khoa trước khi mà chương trình bắt đầu ở trong hậu trường á, thì anh Khoa cũng chia sẻ là có nhiều chương trình á, đó là ghi cái bữa ăn không có rõ ràng, thay vì các bạn phải ghi là ở ngày thứ nhất á, là ăn 3 bữa sáng, trưa, chiều, thì các bạn ghi sáng, trưa, thì chiều hướng dẫn viên là không biết có ăn hay không. Nếu mà ứng viên không cho khách ăn á, thì khách sẽ complain, hay bảo là ô tôi trả tiền ăn tối rồi mà sao không có. Còn nếu mà lỡ mà hướng dẫn viên cho đoàn khách ăn, nói nôm na một đoàn 30 khách thôi, mà lỡ mà thực sự cái đó không có trong bữa trong chương trình á, thì coi như là hướng dẫn viên phải bỏ tiền túi ra trả 30 bữa ăn thì không phải là ít. Thì đó là những cái bất cập nhỏ mà chúng ta cần nên lưu ý. Và khi mà chúng ta thiết kế chương trình tour, các bạn thử xem cái slide tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể có một cái cẩn thận trong từng chi tiết thì nó mới hoàn chỉnh được. Có thể là mời bạn kỹ thuật cho xem cái bản Word đi. Bản Word là thiết kế trình tour của một số bạn sinh viên đang thực tập ở trường đại học FPT. Bởi vì ở trường mình thì khi các bạn mà thiết kế tour hay là điều hành tour và hướng dẫn viên á, thì các bạn sẽ tự làm trước, giáo viên sẽ hướng dẫn. Hướng dẫn đến khi nào các bạn hoàn chỉnh thì sao các bạn, cuối cùng thì giáo viên sẽ chấm điểm cho các bạn đó. Thì hiện giờ cũng đang có một nhóm sinh viên đang thực tập tổ chức tour đi Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm, chương trình đi cũng đơn giản thôi. Và đặc biệt là chủ đề là From 5 Star to 5 Star. Thì cái bản Word mà sẽ được xuất hiện trên màn hình sắp tới á, sẽ cho các bạn xem, đó là cái bản nháp mà bạn sinh viên thực hành đang thiết kế lên. Chương trình này sẽ ở 2 đêm, một đêm ở khách sạn Pullman Vũng Tàu 5 sao, một trong những cái khách sạn đẹp nhất trong trung tâm thành phố, và đêm thứ hai sẽ ở Marina Bay Resort. Thì các bạn sẽ thiết kế như thế nào thì xin mời các bạn kỹ thuật cho xem cái màn hình của cái bạn đó. Và các bạn lưu ý nha, đây là cái bản nháp mà các bạn sinh viên đang thiết kế, cho nên là nó sẽ có nhiều cái điều chưa có hoàn hảo lắm. Đặc biệt á, là một vài bạn đang thiết kế chương trình tour này cũng đang ngồi đây. Thì thí dụ như bạn Thiên ơi, khi mà bạn được giao công việc là thiết kế chương trình tour, là đây là cái tour đầu tiên mà em thiết kế đó, thì cái điều mà em hoang mang nhất là gì ạ? Cái điều mà em hoang mang nhất đó chính là em không biết là mình sẽ thiết kế ra chương trình, sau đó là xem khách hàng có thích và đăng ký cái chương trình đó hay không, hay là chúng ta tìm hiểu khách hàng thích cái chương trình gì và chúng ta để thiết kế theo cái nhu cầu của khách hàng. Đó là cái hai cái cách khác nhau mà em không biết là mình nên lựa chọn cái cách nào để có được nhiều người đăng ký tour nhất. Đúng rồi, ý của em rất là hay. Tức là mình sẽ lưỡng lự giữa hai cách. Một á, là mình cố gắng thiết kế chương trình hay nhất, xong mình đưa cho khách xem, xong rồi mình thì trong trường hợp đó thì mình sáng tạo nhiều hơn, mình chủ động nhiều hơn. Nhưng mà cách đó thì nó hơi rủi ro, phải không ạ? Tại vì thật sự mình cũng đang rất là hoang mang, không biết có khách có thích hay không. Còn cách thứ hai á, là em không thiết kế chương trình mà em đi khảo sát nhu cầu khách trước, để mà nó chắc, gọi là chắc cú á. Thì khi mà mình thiết kế ra thì nó sẽ gọi là chắc chắn khách sẽ mua. Tuy nhiên á, trong trường hợp như vậy á, thì nó sẽ đáp ứng nhu cầu của một nhóm khách hàng nào thôi. Bởi vì khi mà em khảo sát, em không thể nào khảo sát hết tất cả khách hàng được. Thì mỗi cái đều có cái lợi và cái hại. Nhưng mà khi mà anh làm tour đó anh Khoa, thì anh sẽ chọn cái phương pháp nào? Anh tự đưa cái sự sáng tạo của anh và cái đam mê của anh vào một chương trình tour trước, và anh cố gắng anh làm sao mà thổi hồn chương trình đó để khách mua, hay là anh cẩn thận hơn là anh đi khảo sát các ý kiến khách trước anh mới thiết kế chương trình? Hiện nay về mặt thiết kế tour thì nó có rất là nhiều cái phương án lựa chọn. Thì nó có hai dạng khách như chúng ta hay học trong cái môn tổng quan du lịch. Thì một cái dạng khách đó là khách đoàn, khách gia đình. Tức là họ sẽ mua tour dựa vào công ty, họ sẽ đặt một cái tour theo ý của họ. Cái điều thứ hai là chúng ta sẽ không có đáp ứng được nhu cầu cho từng khách, mà chúng ta sẽ bán vé cho từng đối tượng khách ở những địa phương khác nhau, họ mua và họ đưa vào một nhóm. Vậy thì cái phương pháp thiết kế tour của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi. Đúng rồi. Thứ nhất, nếu như mà chúng ta bán cho đa dạng khách thì bỏ một tour của chúng ta nó sẽ có một cái đối tượng khách nhất định. Ví dụ như là chúng ta thiết kế một cái tour chuyên về vận động
những cái hoạt động về vận động, những hoạt động về sức khỏe, hoặc là chúng ta thiết kế một cái tour mà chuyên về trải nghiệm, hoặc là chúng ta thiết kế một tour chuyên về nghỉ dưỡng, thì nó sẽ có những cái đối tượng khách họ muốn như vậy và họ chọn lựa tour đó. Cho nên là khi mà chúng ta bán tour theo cái số lượng đông như vậy á, thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái lựa chọn và chính khách hàng là cái người lựa chọn sản phẩm của chúng ta. Còn cái điều thứ hai là hiện nay cũng là một trong những cái xu hướng trên thế giới, tức là họ sẽ liên lạc trực tiếp với lại các công ty du lịch và họ nói là hãy tổ chức cho tôi một đoàn của tôi thôi à. Và trong cái xe đó chỉ có người nhà của tôi, chỉ có bạn bè của tôi thôi, và chúng tôi muốn như thế này à, anh có thể làm riêng cái ý của họ luôn. Cho nên là chúng ta sẽ có hai dạng đối tượng như vậy và chúng ta sẽ về mặt mà tổ chức một cái tour cho khách riêng lẻ như vậy, thì chúng ta tìm hiểu nhu cầu của khách và chúng ta đưa ra sản phẩm phù hợp. Còn thứ hai là chúng ta đưa ra một cái sản phẩm theo nhiều cái chủ đề và nhiều đối tượng khách khác nhau rồi. Và chúng ta đưa ra những cái lựa chọn đó để cho khách hàng lựa chọn. Như vậy thì ý của anh Khoa đã trả lời cho bạn Thi rồi ha. Tức là chúng ta chọn hai phương án đó luôn, tùy theo cái đối tượng khách của mình là như thế nào thì mình chọn phương án 1 hay là phương án 2, là mình sẽ tự thiết kế ra, sáng tạo ra trước, hoặc là mình hỏi ý kiến của khách. Bây giờ các bạn thử xem trên màn hình cái bảng nháp mà các bạn sinh viên đang thực hành tour, thiết kế chương trình tour đưa ra. Thì các bạn thấy ha, bây giờ cho kỹ thuật viên cho coi từ trên xuống dưới ạ. Thứ nhất cái hình này á, các bạn cứ việc kéo xuống nha. Thứ nhất cái hình này thì nó hơi tối quá các bạn ơi. Và chúng ta khi chọn hình, đừng có chọn hình mà nó có quá nhiều chi tiết như vậy. Thật ra những cái hình này không biết là một cái văn phòng hay là một cái khách sạn, tức là nó mập mờ quá. Chúng ta tránh sự mập mờ, sự nhập nhằng và quá nhiều chi tiết như vậy. Rồi xin mời các bạn kéo xuống tiếp vào. Rồi các bạn có ngày 1, ngày 19 tháng 4 2021 rồi. Ở đây cái layout của các bạn nó hơi bị lỗi là bạn tự nhiên có một khoảng trống, phải không? Đó, đó là những cái mà đôi khi chúng ta sơ suất ta không thấy được. Các bạn kéo xuống tiếp dùng đi ạ. Rồi, chỗ này á các bạn sẽ thấy là một cột có ngày, có giờ phải không ạ? 12 giờ đến 12:30. Đúng không? Rồi tiếp thêm 12:30 đến 13:30. Cái cột giờ này nó phải liên tục cho các bạn. Nó không được cắt quãng ra, có nghĩa là nếu mà các bạn cắt quãng ra thì khách sẽ hỏi ủa như vậy thì khung giờ đó chúng tôi sẽ làm gì, lưu ý không? Nhưng mà các bạn lưu ý nè, thí dụ như ở đây các bạn thấy 18 giờ là tập trung đi ăn tối phải không, thì ở đây các bạn làm đúng, có nghĩa là giờ tập trung đó, nó chỉ là một giờ thôi bạn, không thể nào ghi là 18 giờ cho đến 18:30 tập trung đi ăn tối. Như vậy á thì khách sẽ nói là ủa như vậy mấy giờ tôi xuất phát, những cái giờ gọi là giờ tập trung nè, giờ xuất phát nè, giờ khởi hành nè, là một giờ thôi, không có một khung giờ. Rồi có thể kéo xuống tí ạ. Ở đây cũng vậy ha, hình các bạn đưa lên đó, thứ nhất á là cái tour này tôi giới thiệu về những khách sạn 5 sao, trải nghiệm khách sạn 5 sao và resort 5 sao, thì chúng ta nên focus, chúng ta nên tập trung vào cái hình của khách sạn đó. Cái gì? Cái đó là chủ đề của chúng ta, phải không? Còn khi mà các bạn chọn một chủ đề về bãi biển, về tắm biển, về team building á, thì các bạn chọn cái hình bãi biển thì nó hợp lý hơn. Cái sự chọn lựa hình cũng rất là quan trọng. Các bạn kéo xuống chút xíu cho mình xem ạ. Ngày 2 ha, chúng ta thấy nào, có những cái cột các bạn tạo ra xong rồi bỏ trống như vậy không có được bạn. Một á, là mình không tạo cái cột đó ra. Còn hai, mình tạo ra mình phải đưa vào những thông tin. Còn nếu mà không bạn thấy nè, cột 2, cột 1, cột 2 dày đặc chữ, cột 3, cột 4 không có gì, thì khách sẽ, thứ nhất khách sẽ không đánh giá cao về sự chuyên nghiệp của chúng ta. Ở thứ hai á, là chúng ta đang làm một cái layout rất là không có chỉnh chu. Thứ nhất về mặt nghệ thuật, thứ hai về mặt nội dung, và thứ ba là về mặt chuyên nghiệp ha. Rồi xin mời kéo xuống đi ạ. Đây, hình này cũng vậy, chúng ta thấy không? Cái hình á, khi mà chúng ta chọn á, thì chủ đề nên rõ ràng và cụ thể. Đặc biệt nha, các bạn thấy bên góc phải có một cái chữ nào đó, hình như là chữ Marina Bay thì phải, phải không ạ? Là tên của cái resort. Nhưng mà các bạn lấy một cái hình mà cái chữ bị cắt như vậy là không được rồi. Cẩn thận dùm, hoặc không chữ hoặc có chữ, nhưng mà đề nghị là nên không có chữ nha. Bởi vì á, những cái chữ này á, đôi khi á, cái phông chữ nó không khớp với phông chữ chương trình mình đang sử dụng, hay là cái màu sắc cũng khác, hoặc là đôi khi phông chữ đó là cái hình bản quyền của một cái cơ sở nào đó, mình không nên lấy những cái hình có phông chữ đó. Thì các bạn thấy đây là một chương trình gọi là chương trình nháp mà sinh viên đang thiết kế. Bây giờ mời kỹ thuật viên cho xem một cái chương trình gọi là hoàn chỉnh hơn mà mình đang lấy để làm mẫu cho các bạn xem. Đây, chương trình mà mình gửi cho khách hàng á,
ít ra nó phải được như vậy. Tất nhiên là trên thị trường sẽ có nhiều cái cách thức để mà mình thiết kế chương trình tour và mình trang trí cái chương trình tour, phải không Khoa? Nhưng mà đây là một trong những thí dụ mình tạm gọi là một trong những thí dụ để các bạn có thể thấy được. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái logo của công ty du lịch hay là một đơn vị tổ chức. Trong trường hợp là trường đại học FPT tổ chức thì có logo của FPT University. Ha, nhỏ gọn và đơn giản vậy thôi. Ha. Thứ hai các bạn thấy cách trang trí cái trang này á, nó rất là thoáng, phải không ạ? Nhìn vô thấy nền trắng chữ đen nè và hình ảnh á, rất là cụ thể, đồng ý không? Hơn nữa đó là chúng ta thấy là những cái phần nó được tách ra rất là rõ ràng. Thì nếu mà các bạn muốn ghi chép kỹ á, thì một cái chương trình tour, một lộ trình tour như vậy sẽ bao gồm 5 phần. Ok, phần thứ nhất chúng ta là phần gọi là phần giới thiệu, gọi là những cái highlight, những cái ý chính nhất của chương trình đó. Ví dụ như ở đây mình thấy rõ ràng tên chương trình là Vũng Tàu From 5 Star to 5 Stars, phải không? Rồi cái Retreat and Wellness Tour đó nó giới thiệu cho khách đó là thể loại tour gì, đây là tour nghỉ dưỡng, phải không? Mình xác định rõ ràng, giống như hồi nãy anh Khoa nói, mỗi khách có những cái nhu cầu khác nhau, có những phân khúc khác nhau. Có khách thì thích đi nghỉ dưỡng, có khách thì đi thể thao, hay là đi khám phá, hay là có khách thì chỉ thích đi viện bảo tàng thôi, phải không? Thì rõ ràng mình đó, khi mình ghi là cái chủ đề là Retreat and Wellness Tour thì rõ ràng khách sẽ nói, à tôi quan tâm đến này, tôi sẽ đọc tiếp. Đó, chúng ta có luôn cái điểm đến ha, Pullman Hotel và Marina Bay Resort Spa. Thì rõ ràng thì chúng ta đang lấy cái chủ đề và cái điểm đến nó là hai cái thông tin rất là khớp với nhau. Chủ đề chúng ta là từ 5 sao tới 5 sao, thì 5 sao là gì? Khách sạn Pullman và Marina Bay, phải không? Chúng ta có cái giá rõ ràng 3.500.000 cho một khách, rõ ràng 3 ngày 2 đêm, đó là những thông tin coi như quan trọng nhất, phải không? Trong cái phần đầu này á, chúng ta kèm thêm một cái phần nữa mà các bạn thấy có 6 dòng mà có chấm hoa thị phía trước á, đó là cái gì? Theo các bạn nghĩ đó là cái gì? Bạn có thể đoán được không vậy bạn Trinh? 6 cái hoa thị đó, 6 dòng tiếp theo đó, em nghĩ đó là cái gì? À, em nghĩ là đó là những cái mà bạn tóm tắt để cho cái chuyến đi này, cái lịch trình nó dễ nhìn hơn, đúng không này? À, cái này phải bạn tóm tắt đâu, các bạn nào biết đó là gì không ạ? Tour mình đúng này. Chính xác ha, bạn Kha nói đúng á, đây là điểm nhấn của tour mình. Nó không phải là phần tóm tắt và điểm nhấn nha. Tôi nhấn cho bạn biết là chương trình này có gì đặc biệt. Thứ nhất, trải nghiệm một đêm với chuẩn 5 sao Pullman Hotel. Thứ hai, trải nghiệm với một đêm ở Marina Bay. Thứ ba, yoga đón bình minh ngoạn mục. Thứ tư, team building trên biển gay cấn. Và thứ năm là 30% discount ưu đãi. Phải không? Tức là cái điểm nhấn, hay là mình còn gọi trong cái thuật ngữ chuyên môn mình là cái unique selling point, tức là điểm mà mình bán được mà duy nhất chỉ có mình có. Rồi các bạn kéo xuống chút xíu. Ở đây chúng ta có ba cái hình minh họa rất là đơn giản. Tại sao chủ đề mình là khách sạn 5 sao thì mình phải để hình khách sạn 5 sao vào, phải không? Ba cái hình thường là được sắp chính giữa cho nó cân đối như vậy các bạn. Thường là cái hình mà có phông màu sáng nó nằm giữa hai cái phông màu đậm hơn hai bên, để cho nó thấy là đậm, sáng, đậm, nó xen kẽ nhau. Nếu mà các bạn để hai hình đậm kế bên, hình sáng ở bên ngoài thì nó lại không có cân đối bạn. Thấy không? Chúng ta xuống phần thứ hai của một cái chương trình thiết kế tour, đó là phần chương trình tour. Đây là cái phần cốt lõi của một chương trình tour. Thì các bạn thấy ghi rõ ràng ngày thứ nhất, ngày 6, 23 tháng 4, địa điểm ngủ là Pullman Vũng Tàu Hotel, có ăn trưa, mở ngoặc, có ăn trưa. Giống như anh Khoa nói vấn đề là ăn tối ăn trưa ăn sáng mà không ghi rõ nhập nhằng á, thì chỗ này mình phải ghi rõ như vậy. Hôm đó mình chỉ có ăn trưa thì mình ghi chỉ có ăn trưa. Tiếp theo, cái hình nghe mà các bạn thấy giới thiệu về cái khách sạn Pullman Vũng Tàu đó. Cái hình này các bạn có thể tìm thấy dễ dàng trên Internet. Thường á, các khách sạn 5 sao họ thường là họ thiết kế sẵn một cái hình ngang và thấp như vậy trên cái Internet cho mọi người có thể tải xuống. Thì đó là cái chuẩn của khách sạn 5 sao, tức là cái hình nó ngang như vậy đó bạn. Đích vô là có liền. Chúng ta xuống dưới sẽ thấy là từ 6 giờ đến 7 giờ. Các bạn thấy không? 7 giờ xuất phát đi Vũng Tàu. Giờ xuất phát thì có 1 giờ thôi, phải không? Rồi xin mời các bạn kéo xuống. Và chúng ta nên nhớ là chúng ta có thể chèn vào những cái đoạn nhỏ để giới thiệu những cái nội dung nó gọi là hơi ấn tượng hay là hơi đặc biệt của địa phương đó. Thí dụ như các bạn thấy ở đây là trong chương trình này có chèn vào hai phần nhỏ giới thiệu về truyền thuyết cá ông hay là phần trà chiều ở Pullman. Trà chiều Pullman là một cái
một cái dịch vụ đi kèm thôi. Ai muốn thưởng thức thì trả tiền sau. Nhưng mà mình nhấn vô một phần nhỏ như vậy, mình để chữ nghiêng, xong mình để cái màu khác và đóng khung, thì người ta cảm thấy là ôi cái bạn này chỉnh chu quá, là cung cấp cho tôi thêm thông tin du lịch nữa ha. Đôi khi họ không biết là trước các ông là như thế nào, thì họ đọc ngắn gọn. Phần này không có cần dài dòng, ngắn gọn thôi, nhẹ nhàng. Người ta thấy là vừa đọc chương trình của bạn, tôi vừa học được cái gì đó, phải không? Rồi phần trà chiều cũng vậy. Rồi xin mời các bạn xuống xuống tiếp đi ạ. Rồi qua thứ hai, chúng ta qua Marina Bay thì cũng có một cái hình ngang và hẹp như vậy, thấp như vậy trên màn để mà chúng ta đại xuống ha. Tất nhiên là các bạn phải chọn những hình có chất lượng cao, HD thì nó mới ra nổi như vậy, nó mới đẹp được ha. Xin mời các bạn cho xuống tiếp ạ. Rồi ở đây nè bạn, trong cái chương trình tour đó, muốn hấp dẫn khách đó thì mình phải chi tiết bạn ơi. Mình phải cung cấp họ những cái thông tin mà gọi là, thứ nhất, chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình, sự hiểu biết của mình. Thứ hai là cái điểm khác biệt của mình. Ví dụ các bạn thấy nè, từ 7 giờ đến 8 giờ tham dự buổi tập yoga bình minh với chuyên gia yoga Ấn Độ Pradeep Kumar tại Garden Area khách sạn Prima Vũng Tàu. Thật sự khi mà các bạn thiết kế chương trình này á, thì các bạn chỉ có một cái từ trong đầu là buổi tập yoga chấm hết. Nhưng mà nếu mà các bạn ghi buổi tập yoga chấm hết á, thì thứ nhất khách sẽ không hiểu rõ, không có đủ chi tiết. Thứ hai là khách sẽ nói ơi, cũng như những buổi tập yoga bình thường thôi, không đi, bỏ qua. Nhưng mà các bạn thử bỏ công một chút xíu kiếm thêm thông tin. Thật ra cái thông tin này á là thầy cũng tự tìm ra thôi, tại vì nhiều khi là Phim Man Vũng Tàu họ bận rộn quá, họ khó cung cấp cho mình, thì thầy phải đánh trên internet ra là cái chữ là yoga Phim Man Vũng Tàu, cái nó hiện ra nhiều thông tin. Xong rồi thầy cũng kiếm ra được nhiều cái, nhưng mà bữa nay lại không thấy tên của ông diễn giả, ông giáo sư dạy yoga, lại tìm tiếp, tìm hơn và kiếm ra được tên là yoga người dạy ở Phim Man Vũng Tàu mới hiện ra, cái tên ông là Pradeep Kumar. Tức là mình tìm ra được các bạn ha. Nhưng mà mình đưa vào đây á, thì khách thấy nè, thứ nhất yoga này chỉnh chu không? Chỉnh chu cả sao giờ? Có chuyên gia Ấn Độ, chuyên gia tên gì? Rõ ràng. Tập ở đâu? Tập ở Garden Area. Rất là rõ ràng và tạo cảm hứng cho khách, phải không ạ? Các bạn có thể xem xuống chút xíu nữa. Các bạn lưu ý nè, có những cái mình ghi ra khách sẽ thích lắm. Thí dụ như lên chút xíu bạn, lên chút xíu bạn. Giờ chỗ này ha, các bạn thấy nào, 12 giờ đến 12 giờ 15 xe chở đoàn đi khám phá hai món ẩm thực địa phương không thể thiếu trong chuyến đi, bánh khò cây vú sữa và bánh bông lan cây cục điện. Mình viết ra như vậy đó là thứ nhất là vui, thứ hai là chi tiết, thứ ba là khách nói chỗ bạn này biết kỹ quá ha, biết tới là bánh khò cây vú sữa và bánh bông lan cây cục điện luôn. Thật sự là họ sẽ rất là thích cái chương trình này khi mà họ đọc đến đó. Ăn trưa chi phí được túc phải ghi rõ ràng ha, rõ ràng cho người ta biết, không có còn cái sự nhập nhằng nữa, mà không có sự cãi nhau sau này giữa khách và hướng dẫn viên nữa ha. Rồi phía dưới các bạn thấy là từ 14 giờ 15 đến 18 giờ trải nghiệm hồ bơi vô cực. Rồi đôi khi khách hàng sao không hiểu là ủa hồ bơi vô cực là gì vậy em, thì chúng ta đưa vô một thông tin nhỏ hồ bơi vô cực là gì, thấy không, rất là nhẹ nhàng. Rồi các bạn có thể cho xuống xíu để xem phần tiếp theo đó, sau có hình, ba cái hình minh họa hồ bơi vô cực ha. Thì khách đọc sách khách sẽ thích, bởi vì khách nghĩ là cái bạn này làm cái chương trình có tâm ghê, thật sự là có sự chăm chút. Chúng ta xuống tiếp, ngày thứ ba là ngày trở về, thì chúng ta không còn một hình khách sạn nào khác, thì ngủ hai đêm hai khách sạn, thì ngày thứ ba mình cho hình của một cái hồ bơi ở khách sạn Marina Bay cũng được ha. Và chúng ta xem xuống phía dưới nữa, chỗ này á là các bạn lưu ý nhé, khi chúng ta để cái cột giờ phải không, sau đó chúng ta vô cái cột mà nội dung hoạt động của ngày hôm đó đó, chúng ta cần dùng cái bàn phím tab để mình đẩy vô đúng thẳng hàng các bạn, phải không? Cái chữ nào ăn sáng ha, chiều Marina Bay, đoàn chuẩn bị hành lý, đoàn làm thủ tục là nó thẳng hàng hết, không có giật ra giật vô, dùng tab thì nó sẽ chính xác, đồng ý không? Rồi chỗ này các bạn lưu ý nữa, một số cái chương trình đọc rất là sơ sài, có thể học chỉ ghi nè 12 giờ đến 2:15 check em chấm hết, thì đọc á nghe nó hơi ngắn và nó hơi gọi là nó không có gợi được cái gì gọi là chuyên nghiệp hết. Mình nghĩ là đoàn là thủ tục check em thì nó sẽ hay là check em chấm hết, phải không? Rồi chỉ dựa trên 11:30 đến 12 giờ đoàn chuẩn bị hành lý trả phòng rất là rõ ràng. Đặc biệt chỗ này nữa, nếu mà một bạn nào mà không làm mà chỉnh chu, bạn sẽ ghi gì nè, đoàn chuẩn bị hành lý check out, xong rồi sau đó đoàn làm thủ tục check out, có gì không hay chỗ này vậy?
Là nếu mà ghi như vậy cái gì không hay? Dạ, theo em là nó sẽ bị lặp lại. Chính xác, tránh sự lặp lại. Ok, không có chuyện check out, dưới check out nữa. Mình sửa chữ các bạn, phải không? Đoàn chúng ta hành lý trả phòng ở dưới, đoàn là tiếp tục check out. Thì như vậy á, từ vựng mình sẽ phong phú hơn và cái đẳng cấp mình sẽ được nâng cao hơn nữa. Đồng ý không? Rồi phía dưới các bạn thấy là những cái thông tin tiếp theo á, nó cũng tương tự như là hồi nãy thầy có ghi. Ở những cái hàng gần cuối nè, 16 giờ nè, dừng chân tại quán bò sữa Long Thành, khách có thể mua quà lưu niệm làm quà tặng. Nếu mà một cái chương trình sơ sẩm họ sẽ ghi gì nè? Dừng ở bò sữa Long Thành chấm hết. Cũng không có phải là sai, không phải là sai, nhưng mà nó hơi cục, nó hơi gọi là sao, không khơi gợi được cái gì hay. Tức là khi các bạn viết một chương trình tour, cái điều quan trọng nhất ngoài việc cung cấp nội dung cho khách đó là khơi gợi cái sự ham muốn mua tour đó, phải không? Ví dụ anh Khoan thấy là khi mà một chương trình nó khơi gợi được khách mua rồi á, thì tiếp theo đó hướng dẫn viên mới khơi gợi tiếp cái đam mê du lịch của khách. Đó là hai lần chúng ta gợi lên cái ham muốn đi du lịch của khách lắm. Cái đầu tiên là cái mà dẫn khách đến mua tour, cái thứ hai là cái mà hướng dẫn viên giới thiệu cho họ cái tour đó, những cái điểm hay của cái tour đó. Thì như vậy á, anh Khoa cũng có biết rồi, khi mà cái đầu vào có nghĩa là cái chương trình tour mà nó không chuẩn á, thì khách sẽ không có thèm đọc hết và sẽ không mua luôn, thì sau đó sẽ không có chuyện đi tour và không có chuyện gì khác xảy ra nữa. Phải không? Cho nên rất là quan trọng. Và cái điều mà anh Khoa cũng thường xuyên gặp phải á, là một cái chương trình có khi là viết vội vàng quá, không có hình ảnh, không có sắp chữ thẳng hàng ngay lối gì đó. Thì khi mà bản thân anh là một diễn viên á, anh nhìn cái chương trình đó thì anh cảm thấy thế nào? Về mặt nghiệp vụ á, khi mà mình nhìn một chương trình á, thì điều hành nó sẽ biết được cái tâm lý của hướng dẫn khi mà xem một cái chương trình. Cho nên á, cái sự chỉnh chu của sự chuyên nghiệp của công ty nó thể hiện ở từng cái nhỏ như vậy. Và khi mà chúng ta đặt cái tâm mình để mà làm một cái chương trình á, thì chúng ta sẽ không thể để cho nó như một tờ giấy nháp được. Đúng. Cho nên chúng ta đọc một cái chương trình, chúng ta sẽ thấy được là cái tâm tư, cái sự chỉnh chu, cái tấm lòng của cái người làm tour họ dành cho cái chương trình này như thế nào. Đúng rồi. Nó giống như một đứa con tinh thần của bạn. Bạn làm một chương trình mà cái chương trình đó được khách hàng yêu thích và được thực hiện thành công, thì bạn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là vui, rất là hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta làm một chương trình mà ôi sao cũng được, thì khách sao cũng được, khách cũng không thèm quan tâm đến chương trình của mình. Đúng rồi, và nhất là trong trường hợp của anh Khoa là một số bạn hướng dẫn viên hiện giờ đang làm trong vị trí là hướng dẫn viên là freelancer, có nghĩa là các bạn sẽ đi tour của nhiều công ty khác nhau. Thì những chương trình tour của các công ty khác nhau, mình đánh giá được cái trình độ của công ty đó hay là người thiết kế chương trình đó của những công ty khác nhau đó như thế nào luôn. Cái điều đó là bề mặt của một công ty, đúng không ạ? Bề mặt và trình độ và kiến thức của người thiết kế chương trình tour nữa. Cho nên là các bạn đừng có gọi là thờ ơ và gọi là xem nhẹ cái vấn đề này. Cái vấn đề này là cái vấn đề mà chúng ta hay bỏ qua, chúng ta nghĩ là bình thường, nó không có quan trọng, nhưng mà thực sự nó rất là quan trọng. Nhất là khách nước ngoài các bạn, họ rất là chỉnh chu trong chi tiết, và đặc biệt là khi khách nước ngoài mà trước khi qua Việt Nam thì họ đâu có tiếp xúc trực tiếp với mình đâu. Cái thông tin mà họ nhận được và tiếp xúc được là gì? Là những cái chương trình tour qua email hay là những cái cuốn brochure. Thì cái đó là cái giao tiếp duy nhất đối với họ khi họ còn ở nước ngoài. Mà cái đó mà không chuẩn, không chỉnh chu thì họ sẽ không có làm tiếp cái bước thứ hai là mua vé hay là mua tour của mình đâu. Thì cái kỹ năng này là kỹ năng mà chúng ta cần nên lưu ý nhé. Một cái nữa là thầy muốn nói là cái chương trình học ở trường đại học FPT Hồ Chí Minh, nó có 3 ngành khác nhau là du lịch lữ hành, khách sạn và nhà hàng. Và thường trong chương trình chúng mình thường đặt nặng vấn đề thực hành thực tế, có nghĩa là 50% học ở trường, còn 50% còn lại là học ở các doanh nghiệp luôn. Các bạn sẽ được đưa vào các công ty du lịch, doanh nghiệp bên anh Khoa hay là các anh chị khác, hay là các khách sạn 5 sao hoặc là các nhà hàng đẳng cấp để mà thực hành. Thực hành không phải là cái chuyến thực tập nha, tức là cái lớp học đó sẽ được diễn ra trong doanh nghiệp, nó gọi là lớp học trong doanh nghiệp. Thì các bạn sẽ học được thực tế rõ hơn. Thí dụ như các bạn có thể xem cái clip sau đây, nói cho các bạn biết là các bạn sinh viên của ngành khách sạn đã đi thực hành như thế nào ở khách sạn Le Meridien, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh nhé. Các bạn sẽ hiểu rõ nó sẽ được diễn ra như thế nào trong những khung cảnh nào.
sim tại khách sạn 5 sao Le Meridien Sài Gòn. Nếu như các bạn muốn có những trải nghiệm thật thú vị và bổ ích thì hãy đăng ký vào ngành quản trị khách sạn tại trường đại học FPT nhé. Hiện tại bọn mình đang là sinh viên ngành quản trị khách sạn tại Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại chúng mình đang được thực tập tại khách sạn quốc tế 5 sao Hồ Chí Minh, thật là một trải nghiệm thú vị các bạn ạ. Và các bạn thấy đó, cái chương trình học của chúng tôi nó sẽ có những cái mảng thực hành rất là thú vị. Ngoài ra chúng ta nhớ một điều nữa khi chúng ta thiết kế chương trình tour là khi mà chúng ta đưa ra cái giá cuối cùng á, cái đó rất là quan trọng. Cái giá phải rõ ràng, thí dụ như cái giá đó nó là giá bằng tiền Việt Nam, bằng tiền đô hay tiền euro, phải không? Cho một khách, phải ghi rõ ràng cho một khách ha. Đôi khi cái điều đó là cái điều bé tí các bạn, nhưng mà khách đôi khi họ lại lăn tăn, nó hỏi là cho cả đoàn tôi hay là cho một khách, rồi xong rồi chúng ta có thể ghi thêm là giá cho trẻ em nữa nè, phải không? Khách hay hỏi cái đó lắm. Các bạn thử xem cái bản quật tiếp theo mà chúng ta đang tham khảo á, thì hồi nãy mình nói nó có 5 phần. Phần đầu là phần giới thiệu chủ đề chính của cái tour đó và những điểm nhấn của tour đó. Bản quật hoàn chỉnh bạn kỹ thuật viên. Cho anh xin cái bản hoàn chỉnh. Đúng rồi, bản này. Cái phần thứ hai, hồi nãy anh nói là cái phần nội dung tour, phải không ạ? Là theo chi tiết là ngày giờ và hoạt động. Còn bây giờ chúng ta xuống phần thứ ba. Phần thứ ba, nó là cái phần mà ngắn nhưng mà rất là quan trọng, đó phần giá tour ha. Giá tour phải ghi rõ ràng, các bạn thấy trên màn hình nè. Và các bạn thấy ghi rõ ràng giá tour là dưới 6 tuổi để miễn phí ha. Nhưng mà phải ghi rõ là trẻ ngủ chung phòng với bố mẹ. Bởi vì nếu mình không ghi như vậy á, hay là dưới 11 tuổi là phụ thu 400.000 đồng á, nếu mình không ghi là trẻ ngủ chung phòng với bố mẹ thì khách có thể nói là ở như vậy thì tôi chỉ cần trả 400.000 đồng thì con tôi ở một cái phòng mới, như vậy thì ai sẽ trả tiền cái phòng đó, rất là nguy hiểm, phải không bạn? Rồi trên 11 tuổi để giá tour như người lớn. Và đặc biệt cái phần tiếp theo này các bạn cũng hay quên nè, giá tour đã bao gồm gì và không bao gồm gì. Xin mời bạn kỹ thuật viên cho cái slide xuống tí. Các bạn thấy không, các bạn liệt kê rõ ràng ra dùm cho mình là giá tour bao gồm cái gì. Các bạn có thể làm một cái list, các bạn làm một cái check phía trước hay là một dấu hoa thể gì đó cho nó rạch ròi ra ha, hàng nào ra hàng đấy. Chúng ta bắt đầu bằng chuyện xe, sau đó chúng ta nói đến phần lưu trú, sau đó theo phần bữa ăn. Theo như quy tắc của chuyên ngành nó thì như vậy, tức là vận chuyển trước, xong đến lưu trú, xong rồi đến ẩm thực ha. Ẩm thực xong mà đến tham quan, các bạn thấy không, theo thứ tự tham quan thì có hướng dẫn viên, phải không, có vé tham quan. Xong rồi tiếp theo là những dịch vụ khác như khăn lạnh, nước suối. Xong rồi chúng ta có những cái dịch vụ tiện ích gì đó thì nó sẽ tiếp tục diễn ra. Và sau đó nữa sẽ là những cái gì mà mình offer thêm cho khách, thí dụ như là buổi tập yoga nè ha, hay là miễn phí mini bar, miễn phí hồ bơi, sauna gì đó. Và cuối cùng, những cái phần cuối cùng thường là bảo hiểm du lịch và cái thuế. Mình nói là có bao gồm hay không, bảo hiểm du lịch cũng phải nói rõ ràng nha bạn, là mức bồi thường là bao nhiêu, 100 triệu đồng một khách. Bởi vì bạn mà chỉ ghi là bảo hiểm du lịch chấm hết á thì rất là chung chung. Bởi vì bảo hiểm từ 1 triệu cho tới 100 triệu bạn. Cho nên bạn phải ghi rõ ràng. Giá tour không bao gồm gì cũng ghi ra luôn ha. Rồi ở phía dưới, cái phần tiếp theo ở dưới á là cái phần chúng ta cũng hay bị bỏ quên. Xin mời các bạn cho xuống dưới một tí. Đó là phần chính sách hủy tour ha. Và cái gì ạ?
và những cái gì khác liên quan tới tour này trong cái phần cuối cùng là phần thông tin bổ sung. Chính sách hủy tour này nó cũng rất là quan trọng, nhất là đối với những khách đoàn. Khách đoàn người ta thường book trước từ nước ngoài, và đôi khi cái chuyện mà từ nước ngoài qua Việt Nam như là anh Khoa nói là họ phải trải qua một con đường rất là dài, chuẩn bị thời gian rất là sớm, thì có những trục trặc sẽ xảy ra, đi máy bay rất là xa, công việc nữa. Thì nếu mà có muốn hủy tour thì phải như thế nào rất là rõ ràng ở đây mà. Trước 4 tuần thì hoàn 100% tổng giá trị tour, còn trước 3 tuần thì 70%, trước 2 tuần 50% và trước 1 tuần thì không hoàn tiền, ghi rõ ràng luôn. Và thông tin bổ sung là phần cuối cùng của chương trình tour, là tất cả những thông tin gì bổ sung thêm mà mình cảm thấy là nó có thể hữu ích cho khách. Thí dụ như ở đây, khách sạn có cung cấp cho mình cái size của giường thì mình để vô luôn. Khách đôi khi họ muốn biết cái đó, đôi khi họ nghĩ là tôi đi theo hai đứa con nhỏ thì có đủ cho một cái giường to hay không. Hay là ở đây có phần là chi phí trà chiều tại Premium Vũng Tàu thì có giá của ba cái suất trà chiều đó, ai muốn mua thì người ta sẽ mua, và rất là rõ ràng để người ta chọn lựa. Và cuối cùng không quên là phần gì, tên của công ty du lịch ở trong trường hợp này các bạn thấy là Orange Travel, địa chỉ, email, điện thoại, và một câu ngắn gọn cuối cùng để kết chương trình, một câu nào đó mà nó hơi đẳng cấp chút xíu, hay là nó cho người ta thấy là chương trình là đặc biệt ha. Cứ như trên màn hình chúng ta thấy một cái câu là tour là tour signature đặc được thiết kế bởi công ty Orange đó. Thì đây là 5 phần của một cái chương trình tour gọi là khá hoàn chỉnh. Tất nhiên là hồi nãy mình có nói trên thị trường có nhiều cái format khác nhau, thì đây là một trong những format mà mình nghĩ là các bạn có thể là học và áp dụng được. Cái chương trình một giờ kỹ năng này á cũng gần kết thúc rồi, và mình cũng xin lưu ý các bạn là chương trình này sẽ phát ra 2 tuần một lần với những chủ đề khác nhau về du lịch, khách sạn và nhà hàng. Đây là cái chương trình đầu tiên cho nên là chắc chắn có những cái bất cập không có mong muốn, nhưng mà hy vọng là các bạn và các anh chị bỏ qua. Và cái cuối cùng mình muốn nói là những bạn bè, các bạn sinh viên hay là các anh chị đang theo dõi chương trình này vẫn có thể viết những câu hỏi tương tác ở trên cái fanpage của trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi đó, không liền bây giờ thì sẽ trả lời sau, và hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong cái lần workshop tiếp theo với một chủ đề khác và một diễn giả khác, cũng như là một khách mời khác. Lời cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn anh Khoa đã dành thời gian đến đây để mà chia sẻ với các bạn bè cũng như là các bạn sinh viên trẻ. Cũng cảm ơn các bạn sinh viên theo dõi chương trình và tham gia chương trình, và hy vọng là chúng ta sẽ có một ngày làm việc tuyệt vời đầu tuần thứ hai ngày 5 tháng 4. Xin chào các bạn. Một sản phẩm giáo dục tiên tiến từ tập đoàn FPT. Với khát khao cháy bỏng đổi thay nền giáo dục Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập trường ấy, chúng tôi đã quan điểm là cái bằng của trường cấp ra như là một cái bảo chứng về cái chuyện chất lượng. Một chương trình đào tạo ưu việt đang tạo nên một thế hệ trẻ vượt trội, bứt phá. Đại học FPT. FPT University. Tiên phong công nghệ, Đại học FPT ngày nay là một trường đại học đào tạo đa ngành với nhiều ngành học uy tín và nổi bật như công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, quản trị kinh doanh, marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, mang sứ mệnh cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học. Một thế hệ mới đang được hình thành với nền tảng tri thức thông thạo hai ngoại ngữ và kỹ năng mềm vượt trội. Sinh viên trường đại học FPT đã trở thành những nhà quản lý lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 5% sinh viên khởi sự doanh nghiệp, phát triển niềm đam mê kinh doanh và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Sinh viên đại học FPT tự tin nắm bắt cơ hội kết nối với hơn 200 đơn vị giáo dục và 365 doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn FPT.
cơ hội dành cho những bạn trẻ chủ động, sẵn sàng vượt qua thách thức, sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu.